Ok, nhảy đâu nè. Cam nữa hả? Thằng kia đâu rồi? Nhảy phải không? Nhảy đi. Không có đạn, không có đạn, không có súng. Đâu bắn vậy? Sau lưng ấy ơi. Mẹ. Chạy dưới chân ông nữa kìa. Đồ phát. Nó bảo nó chạy vào đây á. Bỏ đi. Trời ơi, mù mắt anh rồi. Mù mắt anh rồi cá ơi. Hay hay hay. Để single không biết hả? Với tờ bắn gần không ai bắn lại nó đâu. Nó tuôn đạn lẹ lắm. Hư quá đi kìa, dựng đây kìa. Nam. Hư quá đi, nó chơi cầu Việt Nam. Nghĩ giờ mà không thấy lên bắn đâu ta. Có chuyện. Cãi nhau với gậy, hai là thua kèo, xong. Hỏi sao? À, chắc cút ra không kịp gì, đang lo lắng. À, không sao, không kịp.
đây phút hey. Làm lỡ headshot đây. Dạ. What up Jack? Jack. Là tối rồi kêu. Có người thôi. Quá lâu quá lâu quá nhây đâu đó một kêu. Rồi vậy cái đi anh em chấm đâu đi. Nhà đi, nhà lấy đi. Oh Việt Nam. Oh shit, Việt Nam hả? Yeah, good đi. Rune hả? Rune hay sao? Oh Việt Nam hả? Ok. Nhà em đi cho dễ thở. Sao biết kênh này mà vô vậy? Phải không? Đấy, em đâu có thường, hãy thường mời cho nó đâu. Mỗi thằng, mỗi người chết 2-3 mạng rồi đủ rồi. Súng. Trời, nó trên đầu mình, thấy mẹ rồi. Trời, đủ đỉ và trời ơi, cứu em mấy anh ơi. Ăn được cho anh này. Em á, được. Dưới tầng hầm cá ơi. Xuống luôn cá. Xuống chơi luôn cá. Có thằng ở trên xuống. Bên phải. Sau lưng nè cá ơi. Trên đầu mình luôn á. Má yếu rồi. Xéo vô cá ơi, cá bên phải. Fucking hell. Nó đó, chơi. Cá nữa thằng nữa. Rồi, hay rồi. Dưới đây cầm ca nè, đôi cái hàng dưới đây cầm ca nè. Trên đầu em luôn á. Nhỏ đứng ngoài kìa, thấy không? Được. Nhỏ đứng kia được. Đấy, góc đấy, đúng góc đấy. Đấy, nhìn nách nách kìa, đấy, thấy không? Đấy đầu nè. Cái viên không? Thấy cái viên chút xanh ở bên đấy. Viên bên trái. Sang phải cọc đường ấy. Đấy, cái viên này. Đấy, đúng rồi. Ngồi lên đỉnh trên đấy. Ngồi lại. Xong bạn nó ra. Sang bên kia. Đấy, sang bên kia, lại sang bên kia. Sang bên kia. Ngồi lên kìa, phải giúp. Ô tin khác. Ôi ôi nó bay. Vãi cái lồn nó bay cái xác. Nhà ông mà không thuộc địa hình à? Hả? Nhà ông mà không thuộc địa hình à? Tụi nó chiếm hết rồi. Ghê quá, ghê quá. Có vẻ ok đấy. Mấy thằng đá trước cửa ấy.
đầu nó chẳng nào biết. Tờ của nó chỉ nghĩ nào ngồi trên cái thềm ở bên ngoài, không bao giờ nghĩ nào đứng ở trên đầu. Có thằng bên phải nữa nha. Có thằng bên phải nữa. Mù mắt kia mày. Này. Cái khu nước đấy cũng có nhảy mái được. Nhảy mái bắn. Nãy tưởng ít hả, giờ đông phết. Bán tụt quần, bán tụt cái áp. Tôi chạy vào cái chỗ đấy chứ, thấy 3-4 thằng nó chạy cùng vào mà không có súng. Tôi thấy con thằng không có súng đuổi luôn, đuổi xuống luôn. Thằng không, lúc tôi cầm khẩu súng là thằng ở dưới nó thay đạn xong nó đuổi tôi lên. Tôi vừa lên lại có thằng Vector đứng ở ngoài bắn nữa. Hay rồi, hay rồi. Chấm đi mấy. Quả như phát đấy cũng nằm 5-6 kill một gì đó. Hay rồi. Cứ cái đèn này, lên 2 chấm lẹ. 2 chấm luôn. Hai chấm luôn à. Nghe đâu mấy anh chấm đi mấy anh. Về nhà mày đi. Hay là run tiếp. Tùy à, tùy à. Kệ đó, run tiếp kìa. Không biết. Nhà có Nhi á. Đông luôn chứ không có là có. Hai team á. Có một team ở trên cao đó. Chết mày là không biết được chơi game không đây. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Easy game anh không? Trên đầu sau lưng kìa. Mới gắn gục nó luôn á. Tôi không thấy thằng kia. Em cũng bị lag quá nè. Có tiếng ngoài đấy. Có đứng giật giật múa ba lê. Em không hiện súng luôn á. Không hiện súng rồi không hiện gì. Không hiện skill luôn. Phải một lát sau nó mới hiện.
Chưa thấy nha. Nó không qua đây không ạ? Có như dưới hầm chó này, nghe thấy dưới hầm. Hình như vậy, không biết nữa. Bơm máu kìa. Gấp hai bài này nha. Không thấy, nãy giờ không thấy. Có ai thấy holo red đỏ thấy không? Chưa thấy luôn. VDS kìa. VDS bắn ở dãy nhà bên phải đây. Không thấy nhờ. Chưa thấy cá ở đâu cá. Thấy luôn cá, đá. Ba thằng. Chạy quá trời. Lên lầu luôn nào. Xa luôn. Trước mặt tôi này. Bái FPS. À. Thấy rồi. Thằng bên này đốt rồi, thằng AK bên này đốt rồi. Ôi kẹt thêm mà. Ở chừng bên phải nhà trời nha. Nó thấy mình luôn ta. Tránh này. Em vô sâu xíu, anh bị kẹt em mà. Té. Một thằng bò kìa, thằng bò. Good con báo không? Không anh. Nè, lên. Báo đầy nè, báo đầy luôn nè. Nghe anh luôn nè. Anh giớt cái cầm bè luôn nè. Còn chỗ cũ luôn. Tôi giết thằng nóc đó nha, tôi mới giết thằng nóc. Gần lắm, nghe súng bắn gần lắm mà không thấy. Không thấy nha, chưa thấy nha. Cúc cây trước mặt tôi này, hướng bên trái tôi này. Còn tôi đang nhìn này, thấy không? Giữa đường ấy. Rồi, thấy rồi mà không có tầm nhìn. Ông hay đấy. Đố nghèo chứ. Giúp hai ở ngoài đường, ngoài đám nhiều lắm nha, good. Nothing. Hello. Bên này cũng đeo scope luôn vậy. Đây, tôi có đây. Bắn cốt gì? Này cho. Cho cái ấy này. Hàng này, đấy nhận đi. Anh ơi, có 4 nè anh ơi. Ok. Có rồi. Ờ, bên biển vẫn còn bắn nhau một team nhá. Có, được anh. Cần có 4. Nó vẫn cứu luôn thằng tôi lốc à? Bợ nhỉ. No, tôi giết thằng nóc rồi. Không, tôi bắn nóc 3 thằng cơ. Tôi giết được có thằng nóc thôi, không biết thằng kia còn không biết. Nó cứu kịp. Có bắn biển không? Biển chưa vào mà. Có. Có cấp 4 không? Ờ, cảm ơn con. Xuống. Đây, bắn nhau đây này. Ra đây đi luôn đi. Thuyền chạy vào ngã ba này. Có xe nè. Ố, xe hai tàu kìa. Thuyền. Bọn biển đi vào bằng thuyền.
Ủa nó dừng đâu này? Đoạn trước mặt tôi này. Đây lên lên trước mặt tôi này. Rồi một thằng này ngồi giữa giữa đường đổ máu luôn mẹ. Thấy rồi sau nhà trời vô trời kìa, vô trời luôn á, vô trời luôn, ngay trời luôn. Bên trái. Yếu rồi, bên trái yếu rồi. Đẩy luôn nè. Yếu rồi. Đó rồi. Ủa, người Việt hả? Nó dùng ấy không, nó dùng Google Translate. À, có ai có bình nước cho xin phun máu phát. Có, lại đây, lại tôi. Ờ, cái khu nhà trước mặt bắn nhau đấy, khu nhà chấm 2 á. Trời ơi, đẩy luôn. Còn nói à? Ờ, nó vẫn còn nói. Ủa sao nó biết người Việt mà nó nói? Nó chửi mình Chinese. Nó là cái tên của mình giống Chinese. Thực ra tên mình đâu giống Chinese đâu. Rồi có một đứa nữ nó chửi Cao Lị Ma. Cao Lị Ma là đùa má mày á. Ồ, anh chửi đó hả? Sao em nghe một cái giọng nữ là Cao Lị Ma gì á? Anh nói hai pit lên. Ai có súng nhắm, có cái suppress đi. Ờ tôi có à. Tôi đẩy qua banana nè. Nếu có dư cho em xin đi. Bò xa phết này. Em bắn 14 có đục đuôi chưa? Em chưa có đuôi nè. Đây có cái đuôi này. Ai cần máu không? 2 cục đâu. Có 7 cục. Nhiều quá. À, trong nhà nè cọc 4, có 4 trong này luôn, nhà dài luôn nè. Dớt cột nữa nè. Tôi thắc mắc tại sao cái thằng kia mà nó loot cả cái khu biển mà nó không đội được cái mũ vào đầu. Nhiều khi nó bị bắn rớt rồi. Bắn rớt rồi. Rất off mày quá. Bò xa thế. Bò vô luôn kìa. Đã không có nước rồi. Xe ở đâu vậy? Xe chạy hướng xe lưng kìa, xe lưng lên luôn á. Qua mình luôn á. Cẩn thận tóc nhá. Nó chạy đến cầu à? Dưới cầu. Chạy xuống nước à? Xuống nước. Nó qua cầu mọi người xuống nước. Lại đến ship đồ rồi, khổ thân rồi. Không thấy nha. Giữa cầu kìa. Đó lậu giữa cầu kìa. Cái thành cầu á. Rồi thấy luôn. Ồ chết luôn rồi. Tăng sao bọn nó bị chết rồi, ra lút luôn. Ờ. Hai thằng, còn thằng bị chết. Bạn thằng còn té chết. Nó không có máu. Bò đào anh ơi. Sang bên trái luôn ông ơi. Sang bên này luôn này. Có cái map này. Ok. Trời ơi, đít vào 4 rồi nè, các thứ nè. Mẹ vừa xin được cái bình nước giờ này, lại không có nước rồi. Ê, tôi có bình dư nữa nè. Mới lượm được. Đây nè.
Vô vô cá kìa. Vãi nồi, bò tuốt dưới này luôn. Hiếm lắm mới bò mới xuống dưới này á. Khảo ơi. Không có thể bỏ giày ra được không? Tôi sợ bắn nhầm. Có người là trái kìa. Tính là bò xí ra đấy, bò nửa biển đấy. Phía bên trái, phía bên trái hướng 15 rồi còn bắn nha. Ngay khu ấy á, khu nhà kho. Chặn bom, chặn bom lên đồi cao ve chặn bom. Đó bên khu nhà kho. Ừ, thì nên đồi cao ve chặn bom, kiểu gì nó chẳng phải đâm vào đúng không? Đấy, qua cao ve kìa. Chuẩn, ông nói chỉ có chuẩn thôi. Cho 10 tiền nó cũng không chạy đường khác ngoài chạy đường này. Khu này còn chưa loot này. Khu dưới này bo sâu mà đâu có tới đâu. Cái lộn cái bay đâu bay tới đâu. Thế mới bảo là khu này chưa chạy ngang coi. Chạy ngang coi vớt cái gì. Vớt được cái này à. Hấp dẫn. Lớp 20. Vớt được cái giáp mới. Nè. Trong này có giáp 20 mới này. Có rồi, có rồi, mới lụm. Máu. Có nước mới không vậy? Nón mới nón 2 cho nguyên comment này nè. Em mới lụm. Tôi rớt trong cục được nè. Lại đây. Hai đít em, nước. Đây đây, lại anh lượn, lại anh luôn, ngay cây anh luôn này. Dưới nhà có người này, dưới nhà có người này. Chào Lý. Chào có người luôn. Bị có người luôn nha. Trang đi bên đầu, trang đi có người. Thấy rồi. Đóng ba đó, bắn chung đóng ba rồi đó, vô nhà dài rồi, vô nhà dài rồi. Bắn chung đóng ba. Đóng ba nha, nhà dài á, bắn chung đầu nó rồi. Phải lên giờ. Chúng ba gì không nóc kìa. Bỏ qua trước ông ơi. Bỏ em trái luôn đi ông ơi. Đang đó có người ngay là đó có người nãy giờ là em đang bắn nè. Hướng 170 chỗ cây dừa. 20 giây. Canh bên này ông ơi, chạy bên hai này. 20 giây dây bò vô á. Vô bò hướng kia kìa, vô bò hướng kia kìa. Hướng nào? Chạy hướng ông á, hướng ông á, tôi chạy lộn đường, xe lưng kìa, xe lưng trên đầu. Trên đầu.
này vừa nóc thẳng nó chơi chết lũ đạn. Má bắn thằng này bể nón rồi mà không nóc, đúng là cái súng nó yếu thiệt yếu luôn. Đi bo chậm quá. Đi bo nên cái đồi đấy bọn nó từ nhà chạy ra là ăn cả tim nóng luôn rồi. Mà có máu là cuốn bàn đẹp thế mẹ. Ai mà lút thẳng ở cầu làm gì tham thế. Máu máu phải lút đi. Máu mọi người nhiều mà tôi ông nào bảo bảy máu đấy. Là tôi rớt cho một đống luôn mà còn đâu nữa. Đấy. Rớt trong nhà dài một đống luôn mà 23 cây mà. Vậy đang ngon quá mà. Má ba thằng chạy vào đường tôi bắn hai thằng, bắn bể đầu hai thằng rồi chị, mà không nóc là không á, nóc được là ngon rồi. Má đúng là cái QBU gặp tôi gặp SKS là hai đó lên đường yeah. Thằng mặt chấp ba chứ một viên ngay đầu viên ngay người, nó còn chạy vô cái cây dừa ngồi bơm máu được. Lúc thằng cây dừa tôi bắn nó hai viên mà không biết cây dừa trước cây dừa sau, tôi bắn nó hai viên. Tôi bắn một thằng ngay cây dừa và ngay cây dừa gần con đường á, dưới một thằng cục đá nó mà nó ngồi nó nghiêng người nó xả cây K98 lại á. Trời ơi, chết nát. Bắn bụp 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 bụp. Má mà hai thằng không nóc là không á. Đúng rồi. Lia đúng rồi, Lia. Nhà mình. Đâu gửi thư mời tụi nó đâu. Có em ơi. Có nha, trên nóc nhà luôn nha. Nó trên lầu hay? Trên nóc nhà rớt xuống kìa. Trên lầu. Ngay quá nhi luôn. Ủa thằng này đấm. Lầu bên kia nữa. Lầu bên kia luôn trên lầu, lầu 2 bên kia. Gục rồi, lầu 2 bên kia rồi.
một team rồi. Ông easy thế không? Nói mà đâu khó đâu anh. Nhà em mà em cho thằng nào vô nó mới được vô. Mày anh đập bên gần chết. Là dễ đây liên luôn chưa? Xong một team rồi đó. Chưa biết. Mới xong một team thôi anh không biết nhiều hết. Hai team á, tôi biết được một thằng lốc. Tổng mấy kill xem đếm nào. Tôi có 2. Tôi có 1, em biết 1. Thì sao? Xong team rồi đó. Để mới một team à, mới một team thôi. Mình bắn ở bên kia đâu, bắn ra gì đâu. Ôi, có ai cho em cái cốp không? Nhà đôi đi. Bên dưới này có vẻ clear lắm không? À, có người. Nhà tao có người nhá. Là những thập ấy. Nhà này bể cửa sổ nha, không thấy. Ơ, có người luôn. Trước mặt luôn, ở đốc 1 luôn, đốc 1 luôn. Để tôi đấm nó, tôi lấy quy coi. Còn thằng nhà chiến thập nữa. Đấy, hai thằng bên này. Tôi lốc một thằng rồi nhưng mà nó cứu rồi. Trên nhà chiến thập luôn á. Chỗ nào có nhà chiến thập vậy? Vô luôn nè. Nó trên cái ấy, trên cái chỗ hành lang ở trên này. Cái gác đúng không? Ừ, cái gác. Lên luôn nè. Lên chung luôn. Trong phòng, đây. Một thằng ngoài rồi nhá. Một thằng ở trong ấy. Thấy không, em nghe quắn đâu đây mà, trốn. Sao bạn trốn được? Thằng này kinh vãi lồn, nó ngồi ở đây y như vực góc thối luôn thì mẹ. Là ông này chết xấu vãi lồn. Nghe bạn hết á, nghe bạn cái gì bạn quắn gột. Trốn tui đâu được. Thính hả. Bên dưới này chưa lút gì này. Đóng hoa mà sơn nhiều lắm. Và luôn. Ở cuối hành lang à, cuối cái góc. Ngoài sân hả? Ngoài sân luôn. Ở M4 luôn. Ngon. Cái 4 này ông làm bằng ca này không? Đây. Lấy. Cái ca nằm đâu quên rồi. Ờ thấy rồi thôi. Trong góc bên góc nhà bên kia. Không, có cây nữa. Em rồi thấy ca đây cả. Tay cầm đỏ nè anh, có gì anh cần không anh? Có. Hả, anh nói sao? Có. Góc bên phải á. Thấy rồi. Xong thì như nó ngồi đấy nó bơm máu sao kinh thế. Mày có thằng quấn mà, có thằng đang quấn bằng vệ sinh. Nghe một thằng đang quấn sột. Lút đi, em đưa sao cho. Lút hết rồi còn gì đâu lút. Hết rồi, mình giáp hai nguyên ở ngoài này nè. Chít bát hả? Ờ được tư luôn đi. Có ai cần chít cấp 6 không? Không xài thì cứ đi anh. Nhập cửa à? Không trên lầu hay dưới đó?
không nhìn có ai càng cấp 6 không? Tôi vứt ở ngay cửa nhá. Ừ. Anh có nhìn càng cấp 6 không anh? Đây đưa anh xài, không ai xài đưa. Này cấp 6 dư nữa. Khoai bắn cấp 6 còn dư cấp gì, cấp 4 nè. Cấp 4, lấy không? Ủa cấp 6 nãy đâu rồi, khoai từ từ đi, trả lời đi. Chết mẹ rồi, đâu rồi? Có, tôi thiếu băng lại thêm. Không sao, không có, thôi bỏ. Cái holo vô cái ấy của em mà nó chăng cái cấp 6 đâu rồi. Bỏ đi, không sao đâu. Em xài cấp 4 được. Đây nè, đây, trên đây nè. Để đây. Ui, Nhi lấy cấp 4 không? Có. Nè. Thấy ở xa luôn, cây xa luôn. Gục luôn. Còn nữa đó. Cây kế luôn, cây kế, cây xa kế. Cây cục đá. Nóc một. Nó đang bắn tôi nè. Trời ơi, anh gì? Sorry. Xém chút xíu nữa em lụm anh rồi. Sorry. Đẩy lên luôn đi. Nóc một rồi. Còn mấy thằng đó? Không biết nữa thì team nó ai biết đâu. Một hai thằng nữa. Đá kìa. Xuống cây rồi kìa. Xuống cây nè. 45 á. Đúng rồi, ngay đó. Đúng rồi. Trên đồi nữa. Ngay cây luôn. Một cái nha. Chạy kìa. Hay. Nóc thôi nha. Có đâu nữa không? Ngoài. Đi tôi này. Có đi tôi vòng qua 15 này. Trên đỏ này, trên đỏ cao. Chết rồi, tôi thằng tôi giết chết rồi. Trên này. Ê, quân đỏ kìa.
Phía sét đâu? Trên đồi này, trên đồi 200. Trên đồi 200 á. Trời ơi. Bởi. Trên đồi 200, trên đồi 200. Còn kê đi anh, kê đi anh, để em cứu anh cái gì cho. Còn máu anh kê đi. Bơm máu đi đã. Bơm máu đi. Kê đi em cứu được rồi, em cứu được. Kê bắn cái hội ấy. Góc nào ấy? 200, cái chủ chấm nhanh của tôi á. 215. Chấm nhanh á, chấm nhanh. Mà bắn không còn cái gì luôn á. Nó vô bo rồi. Không biết sát mấy này đâu. Bo 3 rồi nha. Vẫn còn à. Thấy rồi. Nó bị team khác à. Nó chạy bị bắn. Thằng đấy mất mũ rồi, bị ông nào bắn headshot đấy. Tôi. Đỉnh đồi nhá, đỉnh đồi hướng này này, 170 này. Thấy rồi. Đến chơi chúng nó luôn không? Chơi, lên. Team mới á. Team mới, nó đang bắn team ở bên dưới mà. Còn đánh. Có máu không? Có một cái thôi. Ok. Tôi rớt cho một cái nữa nào. Cầm đấy, phải cầm ca táp mẹ mặt nó. Để ca hơi xa. Trời ơi, tụi này nó không có gì hết trơn á trời. Này giàu không? Này bắn đít không à. Ai cần máu không? Không có giáp à? Không thấy giáp, tôi bắn bể giáp nó rồi. Tôi bắn bể rồi. Có nước không? Còn nước không? Kiếm loot giáp cái này. Nước này. Em coi đi. Tính vào kiếm loot giáp cái. Em nó thấy mình rồi kìa. Thấy rồi kìa, bên trái kìa. Ngay cục đá luôn. 120 á. Trời đu, bên thằng nó mặc cái giáp 3 à? Hello. 3 viên. Nước trong nhà. Cần nước, vẫn nước ngoài đường nè. Ờ cái chóp trên đầu ông Nhi kìa. Bên hông bên trái. Tôi lấy cho. Kìa chóp kìa. Chóp bên trái luôn á. Ai cần giáp lấy đi, tôi lấy nón thôi. Tôi không có giáp. Giáp đây nè. Tụi nó đâu rồi. Đang đâu đây? Cái bộ khỉ kìa. Bò vô. Nhà kho nha, kho trái coi chừng nha. Có rồi. Kho trái. Không phải không? Đi hết phải luôn đi. Chết, kho trái có đó nha.
Rồi rồi thấy rồi, cảm ơn. Trên đồi, trên đồi, nó chạy rồi. Trước mặt mà. Mẹ mày. Bắn bởi giáp nữa. Bên phải à. Cứu cá kìa. Chết mẹ một giây vô rồi. Mình bo nhỏ không sao, Trời ơi, ba bắn tụi nó nóc rồi buông ra, bắn văng cái đón luôn. Mình bo nhỏ không sao, chết rồi. Bỏ vô vòng. Tôi cứu luôn ạ. Tôi có máu rồi, Tôi không có miếng giáp luôn á. Bay mẹ giáp rồi. Mình trong bao nào. Tung máu rồi, chết luôn rồi. Bạn nó đứng lên luôn. Nét bo luôn, nó phải chạy bo đấy. Bắn trúng một viên, chạy bo đốt là chết rồi. Hai đứa chết bo rồi. 190 á. Kìa anh ơi, cục đá kìa. Thấy. Đá. Trong nhà quá. Đá bên phải cho đám khói kìa. Chết bo luôn rồi. Một viên này. Má kẹt. Tục thiệt chứ. Vãi lộn. À, trời ơi, một quả bom. Chán thế, mẹ đéo tí giáp này rồi mà chống đạn của nó chứ. Bắn đào mà cố luôn. Tôi đâu có đốc qua đó đâu. Ba tôi tưởng nó đốc rồi, tôi bắn, tôi thấy nó văng cái đồng cái búp. Buông đạn ra liền, ngừng liền. Cái thằng gốc cây đó, cái thằng bên gốc cây đó, tôi đốc rồi. Đây.
Thấy nó đang đợi cái nó 1, nó 2 đó, bắn văng cái đầu của tôi nó gục rồi. Má, rồi mới nằm xuống bơm máu, ai ngờ. Chả đà mới nóc. Bắn buồn cười hết. Bắn K98 xong quay ra thay đạn rồi thì mới thấy nó lốc. Đi đi thuốc. Hả? Delay quá. Ghê. Nhanh lên Kalea lắm. Sao bên NA mà ít người chơi đấy nhỉ? Ít người chơi map đó. Thằng này quick zone đúng không? Ừ. Đâu nè. Một team à? À, tôi bắn văng cái đầu nó một cái bụp luôn á, đụ á tôi thấy nó văng cái nón rồi tôi mới ngừng. Hình như một team à? Nó nóc rồi. Hình như một team 3 đó nha. Có một team nha. Team 3 đó. Có súng mà nè. Thôi trước mặt tôi. Tôi đang núp ngoài sân này. Xuống xuống kìa, nhà chính kìa mới ra luôn á, ngoài sân luôn. Hai thằng nha. Trên nóc nhà. Trên cây nhà chính vừa kìa. Nó qua nhà đôi rồi đó. Ôi bắn chuẩn dễ sợ trời. Trên hàng cây dừa.
cây góc anh rồi, nó cây góc anh. Nó ra kìa. Hey. Con hẹp giữa, con hẹp giữa con người đã yếu lắm rồi. Nghe hẹp giữa luôn á. Hẹp giữa với trên hàng giữa. Giữa yếu lắm rồi. Báo lại rồi, báo rồi. Anh có máu à? Hàng giữa. Ừ, đang kè, đang kè. Đang kè, đang kè. Không được đâu. Hàng dừa á, ngó hàng dừa nó thấy kìa. Má nè, hàng dừa bắn. Không biết biết là gì luôn. Ê, có súng phải lồn, thấy mẹ rồi chứ. Nó bắn. Nó vào đây. Nó vào cho tôi này, vào ngay cửa này. Kho cửa đã bắn được này. Lên lầu một thằng, còn một thằng vẫn ở ngoài. Có báo không? Không chạy, không cứu được, không cứu được, không cứu được, không cứu được. Nó căn rồi, nó không cứu, đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu. Ôi, đứng đâu, đứng trong nhà mà. Một thằng nó lên lầu 2, còn thằng của anh. Nó thằng lên lầu 2. Rồi, đi, thằng nhảy xuống lầu 1 rồi. Ở đó sau lưng. Bấm rồi nhưng mà đạn không tính. Không phải, tôi nói tôi nè, tôi cầm Uzi tôi bắn hàng này sao, nó bắn vô mỏm nó yếu lắm rồi. Đó thằng UMB bắn không biết luôn ha. Ngoài cửa sổ nóc hay chứ. Em tưởng ngoài cửa sổ nóc rồi đó chứ, tại cây này nó bắn yếu ram. Uzi bắn cầm nó yếu quá. Alo. Alo. Chắc anh các chú có muốn bắn custom không? Đạo đi. Thấy đồng quá đấy mà. Cái thằng đi, cái thằng bên kia tôi lốc rồi mà. Giao đâu, kêu giao tạo đi kìa. Ai anh? Kêu ông giao tạo đi. Giao đâu, hai ai tạo. Cái tạo bắn gì vợ? Anh cá ơi, ai mà anh lóc rồi mà bên đây có đâu. Anh cá mới nói. Cầm đâu biết bắn gì đâu. Mình cá mới nói gì thằng bên đây anh lock rồi mà sao bên đây có nè, bên kia mình lock bên đây có nè. Không, mình nói anh nóc thằng bên kia rồi. À. Trời ơi. À, hai thằng yếu đều ở chỗ toàn thương binh liệt sĩ không. Làm mình còn máu giáp gì đâu, làm mình còn tôi cũng tôi đổi cái đầu con ngựa đó. Cái room bên này dạo này có mấy thằng nít kích hoài luôn mà sao nó đâu nó vô hoài được luôn. Không được cái ninh invite. Để cái ninh invite có hạn ấy. Có gì. Ừ đúng rồi, để cái ninh invite. Ừ đúng rồi, cái đấy có hạn thì bọn nó không vào được. 24 giờ. Ok. Để 24 giờ. 24 giờ phép. Thì muốn mong người khác thì lại phải chọn. Phải thương mong người khác. Vô nhồi thấy có may rồi, có mấy đứa gái nè, hay bên đây hay thuê nè, cái nó vào cái hỏi bắn tùm không tạo tùm lum các kiểu đầu vãi nồi. Hôm nay nó bị ngay nhà đó rồi, nhà đó hên đó, thấy hên đó.
ba cái phòng mà không có một cây súng luôn, có đúng kiểu gì á, ba đô ba các kiểu. Chia ra vừa đấy nhảy cái nhà bên này thì có phải là không không nghèo thế không? Lốc một thằng ở bên này rồi đấy. Cái thằng ở trên cây dừa bắn không mít luôn nha. Vãi đạn kìa. Đâu? Vô bà đây đi. Nhiều luôn là lần khác. Quay. Vào không? Vào lắm. Tới rồi. Có thằng xuống nhà đâu chứ? Ấy nhà mình good trước luôn nè. Qua nhà trái được không? Qua nhà trái được. Không có, nó kiếp đi luôn á. Về nhà good đi, về nhà good đi. Có một thằng thôi, có một thằng thôi. Mẹ làm sao nó bắn chúng tôi vậy? Nóc chưa anh? Nóc thằng sân rồi. Nóc ngoài sân rồi. Giáp 3 này nè, giáp 3, giáp 3 trên phòng nè. Ai lên lấy đi. Vãi nồi. Đứng sau lưng quá gì mà nó bắn chúng tôi. Kinh điển thiệt. Tôi đứng sau lưng ông mà nó bắn chúng tôi. Điện đây. Ý 0.0 0.0 à, nhảy cửa sổ kìa. Giáp 3 trên lầu nha. Sau đây không có người này, đẩy ra đây này. Ở đây có cái giáp 3 nữa nè. Đang bơm máu, đang bơm máu. Trên lầu có cái giáp 3 nữa, lầu hồi nãy cơ nhà em á. Động đúng mày sao đâu hết rồi. Còn còn nè, em nghe tiếng bước chân trong này nè. Trên đường cầu thang. Từ từ. Đợi người đi, đợi người đi. Qua nè. Qua nè. Ké được một đứa rồi. Ngoài sân á. Ngoài sân có hai thằng này, đánh cái tôi này. Mày có nè, mày có nè.
tưởng nó chết rồi. Phát thiệt. Ngoài cỏ luôn. Ốc được thằng này nó đang cứu bồn. Đúng rồi. Má, bắn vô cái mộm. Ngay trong con nữa. Trong góc anh. Hay. Cứu bên kia chứ, chết lần hai. Lần ba luôn rồi. Có luôn à? Còn đuôi ha, đuôi với đầu bằng 4. Nước à? Có. Bò vô luôn à? Giáp 2 đây nè. Giáp 2 mũ 2 ở ngoài này luôn nè. Nhà đôi á. Có ai lập giáp 3 trên nhà chưa? Rồi. Tôi bắn bể luôn rồi. Nhà đôi đón hai giáp hai ở ngoài quá chừng đó. Hết nước rồi, mới xài hết rồi. Thank you. Bút cam luôn hả? K98 này nè. K98 này nhỏ. K98 nè.
Ờ, cái 98 nhỏ nhỏ. Gấp hai đây nhiều lắm. Kìa đang mặt đang xuống gì vậy? Ui, đang mặt xuống gì vậy? Cái 98 nhỏ nhỏ đó. Các em chạy qua nè. Em vào kho một thằng á, kho hai á. Trên đầu nè, 190 luôn nè. Không thấy giờ ở đâu vậy? Trên đây chấm nhanh của anh á. Ngoài bìa của bo kho 2 cũng có một thằng. Ồ, nó không chạy quá. Ồ. Gục luôn. Có. Qua luôn này, nó chết. Em đóng một rồi, nó phải cứu rồi. 30 giây kìa. Bò vô kìa. Ba mày. Bò vô nha. Ok. Xuân. Xuân đã về. Gì đâu à? Cục đá nè. Trên đầu kìa. Má vừa thấy luôn. Bay nón luôn. Trên đầu 190 á, 185 á. Chạy bo đi. Còn luôn hả? Ừ.
nóc 1 nè. Nóc 1 rồi đó. Vậy là mình chết trong bao luôn phải không? Nóc nữa nè. Hết luôn nè. Còn ngoài đó tỉa 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 kìa. Hết máu rồi. Thằng cu này còn máu không? Đi xe nè. Chết phải bo luôn à. Good ơi. Quay, để em lấy cái giáp cái, em hư giáp rồi. Anh bay đầu luôn rồi, anh bỏ luôn rồi. Ôi, nó sấy là ngọt luôn á. Vừa thơm ngon luôn. Máu đi, máu đi, máu đi. Mình bên nhỏ thử nó chậm. Chạy vào cánh phải tí. Mà cánh phải được phất cái nhà cao đi. Quên. Nhà anh máu nè anh. Bên kia nhà. Trên đầu luôn. Trên trần nhà luôn á. Trên nóc nhà luôn á nha. Ngay đầu nó rồi. Có thằng rớt gần nhà rồi. Chạy bo rồi. Trúng nè. Thằng nữa kìa. Có thằng nữa sau đấy. KB để vô kìa. Bắn ngộ bên trái trước. KB trên nóc KB luôn nè. Đang xuống bo nè. Trên nóc, nóc 1 luôn nè. Bên trái bắn qua kìa. Phải có.
Sói xuống kìa. Yes, trên trên đỉnh đồi kìa. Phải nữa, đấy đoạn đấy. Nó xuống đá rồi sao? Nó xuống tảng đá xanh to rồi. Giết được bọn bên phải này, à giết được bọn bên trên ăn rồi. Đi bên nhà nha, đi bên nhà trong bo. Dưới nữa, không dưới bên trái cơ. Đấy, bên dưới góc đấy. Phải đấy, dưới góc đấy. Nó đứng ở sau cái xe. Ngoài bo đang chạy bo vô. Ngay cây luôn, chấm nhanh đó, ngay chấm nhanh luôn á. Ngay cục đá kìa. Trời ơi, mày đỡ chút. Nóc là nó cục đá rồi. Ủa nãy giờ không vô game được đâu. Cục đá thứ hai yếu rồi á. Cục đá thứ hai yếu rồi á. Rồi chết hết rồi, còn tiêm trong nhà thôi, tiêm trong nhà, ba thằng, đủ á. Xuống nữa đi, xuống nữa, tặng đá trước nữa. Nhà trước luôn á Nhây ơi, trước mặt luôn á. Ok. Đừng xuống nữa, Nó phải ra. Đứng gần quá, mẹ nó cho bom. Đứng gần quá. Cửa nè, mới ra cửa anh thằng. Sau tường luôn. Má, trúng rồi. Nóc một thằng nè, mất thằng rồi. Mẹ sao tới cửa rồi? Để lẹ vậy? Tới rồi mà. À. Không còn cục áo trong người luôn. Không giáp, không nón. Tục thiệt. Gần đường rồi, lại top 2 rồi. Ready đi. Má, em hết máu rồi, cái giáp cũng không có, grenade cũng không có luôn. Còn đúng hai cái băng vệ sinh. Má, còn đúng chest mod. Má, nó chọi cho bơm, muốn kiểu gì. Cái thằng đá nhọn đấy nhảy được lên trên đấy.
bay đến nơi thôn. Nghe tiếng cái bom này. Nghe bom mà, không có với lại nghe chiếc bom khói lên, không có nghe tiếng chân cái thằng gần nhất. Phát thấy ông, phát thấy gì ai ấy, zoom ra thấy nó đứng ở ngoài khói ấy. Nó không bắn. Ông nào đang ngồi, ngồi cuốn bắn tét. Xuống Hà Tĩnh đi. Ơi trời ơi, bắn tới nỗi gì mà không tới một nữa. Chắc xanh. À, bắn cái dao nó là hết sức rồi. Em không còn gì trong người rồi đó, ngoài trái smoke đạn với một đồ nước cuối cùng á. Bởi vì em bắn trúng để xí lắm rồi đó. Kẻ đấu như kia đi, kẻ yêu. Ghen lắm. Ôi giời ơi. Hai team hả? Hai ba team vậy đó. Khỏi dưới nha, khỏi dưới một. Khỏi dưới một team luôn á. Ba thằng á. Cứu. Một đứa bên kho tôi luôn. Nè, nó bắn bị em phân vậy đó. Em punch. Cái nhà này tôi rúi phát 4 thằng luôn. Kệ kệ bên phải kìa. Nó phải lại nó mới cứu lên đó. Nó mới cứu dậy vẫn là rúi phát 4 thằng nằm chết ở đấy luôn, kinh sợ vãi luôn. Thấy thằng kia hô mà thằng kia cướp cưu này lọ mình vào phát thấy 4 thằng ngồi trong đấy. Hô như bị chọc tiết vậy. Rồi. Ôi chết luôn hả? Thấy cả thanh niên.
lắm rồi đó. Đi đầu cái bên hai. Làm lại từ đầu. Làm lại đi anh em. Hà Tĩnh hả? Có gì rồi? Xuống dưới rồi. Hà Tĩnh hay sao? Dưới rồi, xuống trong dưới rồi. Xuống học thì nhảy luôn. Lơ lại kìa. Mà bắn custom một hồi là tự nhiên bị giãn người hết rồi, người ta chán cái thằng này chơi. Hai đứa ba team á. Ồ, nó nhảy. Chết mẹ, đéo có súng rồi. Rứt rồi. Trời ơi, đệt mẹ nó. Fucking shit. Ngay sau lưng anh luôn á. Trong đó có gì đâu em, nhà đã chắc không mẹ. Cái nhà cái bên em đã rồi. Đồng. Ngay sát tôi luôn á.
bên đầu đường chấm 2 đó. Còn team bên bên west. Phải luôn. The hell I just looking. Ở đâu ấy? Ở cái nhà cuối này. Ở nhà 2 tầng đúng không? Ừ. Nhà lên trên bắn xuống rồi đó. Nghe sát anh có cục máu good. Thằng nhà 2 tầng vẫn ở đấy ngó nhá. Hấp dẫn á, để hấp dẫn á. Thấy nha. Nó bạn ở đó hả? Vẫn ở đó luôn á, ở trên 2 tầng luôn. Lát. Vẫn. Yeah, lát. Yeah. Kìa có sổ kìa. Nhà 2 tầng á, thằng M24 á. Bò ở trong nhà đâu nè, có ai lên cổng em không? Đây đây. Nghe tiếng bước chân luôn nè. Từng yếu luôn, rồi nó bắn xuyên qua 2 thằng. Hay anh. Nó bắn xuyên á, nó bắn xuyên một lượt 2 thằng á. Tôi thấy tôi nằm trước mà. Ủa tôi nằm trước mà phải không? Tôi nằm trước. Hay là tôi bị delay? Không bị delay á, tôi nằm trước là tôi nằm. Được, ai đứng trong nằm trước. Đúng rồi, ai đứng trong? Good, good nằm trước, good nằm trước. Yeah, tôi nằm sau mà, à tôi thấy tôi nằm luôn. Gút té trước, thấy gút té trước. Có hàng cầm M24 đâu rồi. Mày đâu cầm cầm đây. Cái này có cờ be nè. Đây két két trên này nè, cho là này có cờ be luôn nè. Kìa trong góc kìa, trong góc kìa, góc kìa. Góc cửa nè, góc cửa nè. Mấy cái còn tiêm vào đầu cầu không? Có. Có ai dư máu không? Bàn đề đặt ra cái bàn đề. Sao bữa nay em bị lag dữ ta? Clock em. Nãy giờ em mệt quá. Hả? Anh cũng đang bị giật nãy giờ của mình. Em cũng vậy nè, sao em bị delay dữ dằn luôn á. Dùng súng ra không được. Trời ơi, hỏi là nghe tỉnh là bò xuống đó rồi, quay. Mẹ bị sạc quá. Thế ăn luôn vậy. Một món nữa. Đúng là.
có túc túc, có túc túc nè. Đi, tôi chạy bên này. Được bên nhà, bên phòng. Ông chạy bên đó hả? Chạy gần né tụi nó được đi. Đã né rồi, né gì lắm rồi. Em chậm né. Em đang thả dốc á, em đang thả dốc, em định đậu đâu cục đá nè. Đi cục đá nó đứng thôi. Đừng chứ. Đủ nó đứng ngay sát lạ. Sao cho anh chạy đi chạy. Hãy cục cứt luôn á.
Wow. Đâu nó bắn vậy? Trời ơi, hết sảy luôn. Bắn chim à? Có ai bị lát không? Em lượm súng không vô luôn á. Đúng rồi, em cũng bị giật giật nãy giờ nè. Tôi chơi bình thường mà tôi vẫn 130 ping đều đấy. Pin đó thì thấp nhưng mà cái mặt kính lót thì cao quá. Nói tới đây xui à. Thấy cũng bình thường mà. Nó cho mạng á. Có à. Có ai gắn cầu bè không? Có. Nào, chạy sợ. Thấy bằng đạn lụm giùm em nha. Trời đất ơi. Cái súng anh bị mất rồi nè. What? Nãy em vậy bị dính cái súng. Nghe súng mất, súng rớt xuống dưới hầm gầm luôn nè. What the hell? Look. Anh xài cơm cát đúng không? Mẹ. Em cũng bị súng rớt dưới gầm rồi, không lấy được súng rồi. Nó hai đây quá chừng rồi. Hai cái nó hai nè bên. Đấy tay cầm đỏ không? Ờ, có tay cầm cho. Ai có red dot không? Thấy quá nhây đi giật. Coi cần đồ trên này này. Đâu ai này đồ trên này, tay cầm này. Thắng súng vào 4 này, check pass 4 này. Quay có bằng để thêm không? Anh ơi, anh ơi. Có trên này. Đâu? Đồ trên này hết này. Coi thấy chích bát cho sân luôn nha. Trên này luôn, bảo đồ trên này hết mà. Đâu? Tay cầm đâu rồi. À, tay cầm đỏ. Có tay cầm đứng luôn rồi kìa anh. Coi càng cấp 6 không? Có, đưa anh.
Đây anh, đây anh dưới nhà nè. Em thấy trên đây luôn nha, chạy tới đây là gặp. Đây là hả? Ok. Cấp 4, cấp 6 còn ngọt, ngọt, ngọt. Cấp 4 luôn. Giá này bắn AKM. Rồi xong. Có ai lấy holo không? Vậy anh có nhiều bắn red dot thôi, bắn holo chưa? Bắn holo rồi, anh đi. Red dot nè, đưa red dot ra, đưa holo đây. Không, tôi có red dot rồi. Đủ. Kìa, có gì bị giật kìa. Thấy mấy gì, đi giật, mất cười nghe. Đó, đó giật kìa. Có ai download pin phải không? Bớt download pin đi nha. Đứa bò. Có ai cảm ơn lại thêm nữa không? Không. Run của người không nhỉ? Quyết. Có chứ, nãy được bay đó thì chắc chắn là có rồi. Bekalot lên tới 17%. À. Không hiểu luôn. Không hiểu, không hiểu. Không hiểu. Ai còn máu không? Không à, ba con. Cho xin cục đi. Trong nhà nhỏ nè. Trong nhà nhỏ tôi đang đứng nè. Các bạn đang thêm trong đó luôn á. Hướng 145 xa tiếp. Thấy rồi, thấy rồi. Bên ngoài Bài Lan rồi. Cái này có 33 này, có cái chảo này. Có 4 này, ai lấy không? Chắc không ai cần có 4 nữa đúng không? Không, không. Tôi còn dư cái cấp 4. Ba đạn xịn này. Kìa, sao đít kìa. Quá gì thoát game mình. Xíu. Không hiểu gì hết. Chúng chạy về thế nào. Đấy, đây có xe mô tô đậu kỳ kìa. Đấy, cái này chiếc spawn ra hả? Này spawn rồi. Spawn đó. Bên này như không có người hay sao? Không có ai luôn, thấy bắn tanh nè. Bò đâu? Đó. Kìa đó. Sao nè? Tụi lâm tính không? Trông bắn cho bài nan quá vậy. Không, hướng sau, hướng sau. Rồi,
bên kia sông bên an quá. Qua đi, qua kiểu người đi. Ngắm làm gì nữa, chạy đi. Đổi chỗ thính á. Ui. Chết à? Chưa, đã thấy thằng nào chết rồi, bắn cam nó không thấy chết. Hai bên đồi bắn nhau. Cái mép đồi gần nhà. Thấy nè, thấy luôn nè. Cho 40 đang xuống dốc luôn. Cho 30 xuống dốc luôn. Cái cây xa luôn. Đó, trúng một viên rồi đó. Không kìa, 115 kìa. Chạy dưới đồi kìa. Hello, hello. Nghe chấp nhanh luôn á. Ốc chấp nhanh luôn á. Cục đá nghe chấp nhanh luôn nè. Ngày khói á. Cục đá cao trên nóc luôn. Chạy ra sau. Mới lùi ra sau rồi. Bắn trả lại kìa. Gần á. Ờ, gần á. Thấy luôn nè, 85 cái cục đá luôn. Nóng 3 luôn á. Dính nóng 3 một viên rồi đó. 85 ngày chấm nhanh á. Hay. Lóc cục đá đúng không? Nóng 3. Ờ. Yếu rồi, đó nó bị dính viên rồi. Nóng 3 chắc bể rồi. Lên kìa, nghe nhà luôn á. Nhà kìa. Nó dừng luôn rồi kìa. Nghe thính luôn á. Tôi bắn bom nha.
Nghe thính luôn á. Ngày sau cái cây á, ngày sau cái cây á. Mẹ nó gục liền. Tôi bảo là dưới mắt tôi mà. Sát tôi nhiều máu nữa. AR kìa. M24 kìa. Kìa trên đùi chạm thẳng mặt luôn kìa. Kháo, đấy. Nghỉ cây luôn á. 50. Lên dốc kìa. Công lên đồi luôn, tại vì chạy nhà thì nó vẫn phải lên đồi. Qua nhà thì cũng vẫn phải lên đồi đúng không ạ? Trúng đầu rồi, một viên rồi, ngay cục đá luôn á, thì bá trước mặt luôn á. Qua trái rồi đó. Kìa bên kia thẳng luôn. Có giáp nguyên không? Chạy sang sông luôn đi, không kịp đâu. Đi cầu luôn đi. Không có thời gian nữa đâu. Nhìn bo kìa. Thấy không? Bắt buộc phải đẩy vào dãy nhà. Không thì đẩy lên cái dãy đồi này cũng được này. Nhưng mà dãy đồi thì hơi khó chạy, phải chạy vòng phải nhiều. Chạy thẳng bên trái cũng được, ở bên sông nhưng mà phải đứng ở mét thấp. Có mấy thằng đá ở giữa sông kìa, đứng được á. Mét thấp này. Ở trong bài đàn hết rồi. Cẩn thận, cả bên này có người nhá. Quá nhi cẩn thận đâm vào đấy còn có người á. Kill luôn mà. Ông nào vào nhà kiểu nhà này của tao rồi. Trời chắc luôn. Tôi nghĩ nó bên trái đấy. Thấy như thằng rào sao? Ở bên trái đấy. Lên đội luôn đây. Rồi. Trên đồi có hai thằng này. Không lên đồi. Ở dưới này có cây này. Ủa, mấy headshot rồi mà đéo chết kìa. Hai thằng trên đồi nha. Vẫn là hai thằng trên đồi, thằng dưới. Thế không chết kìa. Rồi, còn thằng rồi, cho em không thấy là luôn. Thiệt luôn á. Chấm 330 ấy. Ở khe cây ấy. Nó ngoài vòng ấy. Thấy luôn. Cẩn thận cái phải nè nha. Đẩy xuống dưới đi, đẩy dưới bo 2 ở mấy cái cây ấy. Ở kia hình như ở bên sông sao. Nó chạy kìa. Mấy cây to ngay nó ngay. Nó chạy kia được. Một viên nào. Áo đỏ. Chỗ đá 340 đấy, chỗ đấy.
nhưng nó chạy tròi cái tròi sao. Ừ. Cẩn thận thằng trong vai nam nha. Thấy rồi, phải nên cái nhà ngoài cùng lầu 2. Thằng đỏ đang xuống, thằng đỏ đang xuống, thằng đỏ xuống. Xuống. Phải chờ đấy, chờ rồi, chờ rồi. Đây kìa. Đấy chứ phải là lầu 2 cái nhà ngoài cùng luôn nha. Đấy Khảo đúng hướng đấy luôn. Ừ. Đứng ở mép đấy. Cái thằng nhà lầu 2 thấy được Khảo đấy. Ok. Nó nằm ấy, Khảo nó nằm. Nằm dốc đồi sao? Được, áo đỏ. Thằng trong cái thằng đấy ngoài vòng kìa. Dưới trời. Outside. Còn trong nhà thôi à. Ở trong nhà. Ngoài, ra ngoài bờ tường đứng cho nó quay tay trong nhà. Trong nhà. Lầu 1 quá, lầu 1. Đấy, nó ngoài cái... Cây. Thế là ngồi sau. Ông ở trong nhà. Ông mới bắn ra trong nhà mà. Không thiệt. Nó mới chạy vô nhà đóng cửa lên cái cục đó. Rồi tôi mới xấy cái cửa. Tí nữa thì nó ăn cả ba người. Đó sẽ dở á. Thấy hay là đụ đi tôi rồi. Cầm bê rồ. Bê rồ gần chút nữa maybe. Bê rồ thì 3 viên là chết rồi à. Mà mặc chấp 3, tôi mặc chấp 3 nó không 3 mà. Tại nó sấy dở á, cho nó sấy hay rồi là tôi rớt rồi. Tình báo, nó ở trong nhà, xong ông Kháo chạy vào đấy cũng bảo nó ở trong nhà. Lát xin ở trong nhà sao vậy? Ông Khảo đứng ngay ngoài cửa, ông cũng ở trong nhà. Đóng ngờ cái đấy di chuyển nào. Càng áo đỏ chứ, ông Khảo ông sấy. Sấy nó yếu, nó chạy lên tròi nó. Nó chọi lên tròi nó bị dính bo luôn. Dính bo một cái nó chết ngay. À, chết bo. Hồi nãy thằng đó nó bước ra, nó đi từ bước ra tôi sấy vô mặt nó. Rồi xong nó cứ vô đóng cửa lại, nó chạy đường nào qua đó luôn á. Má, mình tưởng nó quay tay trong nhà, xấy cánh cửa để chọi bơm vô. Anh chọi bơm lên trên cửa trên luôn mà, tầng trên mà. Trời, chọi hai bên nhà, thấy nó đâu. Giang này nó ngồi, đó. Nó ngồi gốc cây là nó cân được cả ba đấy. Nhưng mà nó sẽ dở. À, cho nó xây hay là tôi rớt từ cái pha đó rồi. Nó phải vô vòng trước cao. Ờ, nó phải vô vòng. Nhưng mà gì, nếu mà xây được út thì ông Kháo cũng phải chạy ngang qua mặt nó mà. Hai người đều phải chạy. Kháo đứng trong hàng rào mà. Trong tường. Ừ, nhưng mà phải chạy ra ngoài mà. Phải chạy ra ngoài, cái tường đó chưa nằm trong bo. Cái góc của cái hình góc hình không chạy cho hết á, tôi nằm ngay góc luôn rồi, ngay cái góc chữ E luôn, góc E keo luôn, là cái góc đó mới vô bo mà nó mình đâu có ra được đâu. Thấy bình thường mà nãy giờ chơi không bị gì luôn á. Chết rồi. Ôi, what the fuck, tại sao giật máu kìa? Mày tụt. Rồi bây giờ mới bị nóc nè. Chết có anh em à?
lấy súng được. Cái này lắc không anh? Lắc quá, ai cũng nghỉ rồi, thôi em cũng nghỉ đi. Khu nhà trái thôi. Gạt đường thằng à? Gạt được. Chết hết rồi. Thêm nó còn 3 thằng. Có bom cho vào đấy thì đẹp. Ha, sự này nó bị giật lag chỉ cho ta. Hay tại mạng em. Mạng á. Chứ giờ bắn nãy giờ bình thường mà đó. Tôi không bị vậy. Phát kịch lót của em đủ đúng cao luôn. Qua nãy giờ không không hết. Đang gạch. Đang chim nữa. Bây mà còn không không. Nhưng mà quán gì thấy lắc thấy rõ luôn á. Đi càng giật càng giật càng giật. Lát hết game làm luôn đi. Còn gì ngày mai? Hay hết game còn phải lên giường coi phim. Vậy đi ngủ anh ơi.
anh đi công chuyện. Bạn này anh làm mấy cái hình đấy. Bạn này ngủ không thấy livestream. Không thấy ai livestream chứ hai người. Anh đang live mà. 6 giờ ngủ đến 9 giờ chứ. Anh mới đi công chuyện về luôn. Anh chở gì? Streamer với online đúng giờ giấc chứ. Đúng có gì nè. Anh nói là phải cố gắng chứ. 2 giờ cắt cây bụp. 12 giờ tắt luật vào. Request là yêu cầu của công bạch vào. Có người coi là mừng chết luôn. Chả đúng 12 giờ anh cắt. Chẳng luôn. Chứ mà có giá trị mà giờ giấc phải đàng hoàng. Để cho người ta đá stream được chứ, bữa nay cuối tuần để cho dân chơi được đá stream. Đâu phải. Ê một team á, một team 4 á. Nó trên em kìa. Team 4 nha. Quăng nãy kìa. Ủa, cái cửa luôn. Lên cái cửa luôn rồi. Em mà em cứu được. Dưới chân tôi luôn á. Chân à. Ok làm giống mới lúc đi anh ơi. Đợi em. Để em lấy đạn cái. Cứu đi không cho nó mạng. Cứu đi không cho nó mạng. Bắn luôn. Bắn lấy mạng luôn. Kết luôn. Không đồng đội. Nó chơi nó gạt. Nó chơi kỳ á man. Nó nhảy xuống nó gạt luôn kìa. Thằng kia nó nhảy xuống nó chơi luôn kìa. Tục giới sẽ tục. Có lụ đạn vậy ta. Nhảy xuống sông bơi. Kìa. Sao lâu vậy không nổi vậy? Rút chốt chưa rút chốt mà. Rút rồi. Chết mẹ chết mẹ chạy đâu rồi? Chạy vào đây. Không rút chốt của cái đạn mù á. Rút chốt đạn mù chứ không phải rút chốt của thằng Good. Good chưa rút chốt. Em rút chốt cầm trên tay rồi. Em phải bấm KR lần nữa nó mới khúc cái rồi này. Ồ thì ra hay. Đúng không? Em rút chốt là bình thường thôi, em phải bấm R nữa nó mới khúc rồi. Trời ơi, mày rút không bao giờ bị khúc à? Chết tôi rồi. Không biết trời đó giờ có biết đâu. Trời ơi, em cứ khúc ra em cầm đợi hoài sao nó không khúc chốt. Hồi xưa là vậy mà, hồi xưa em bấm em khúc ra vậy là cầm. Trời ơi, cái đó nó đổi cả năm rồi ông thần. Trời ơi, vậy mà hồi xưa giờ là em cứ cầm em đếm hoài 1 2 3 em chọi nó. Ủa tại sao vẫn lâu? Sao bây giờ mà cầm nào nèo. Bởi sao? Che lửa vẫn làm trường tồn. Chơi che lửa là hướng nó luôn. Hồi xưa có cái trò hả, cầm trái lửa xong bỏ ngược trở lại vô người, chứ trên người nó cháy lửa. Giờ nó bỏ chế độ đó rồi, nó bỏ rồi. Thích là, chứ hồi xưa có vui lắm. Cầm trái lửa ra xong rồi bỏ vô lại trong người. Chạy ô tô lắm. Chạy ô tô cái người có lửa thì sao đuôi mắc cười. Mà cái đó góc 3 nhìn mới thấy mình. Không thôi chỉ có đồng đội thấy mình thôi. Ủa sao lâu quá em chưa vô game nữa nè. Có ai vô game được không? Đang 30 giây. Vô rồi. Vô được không? Thắt lại.
Ok không, đi. Không, tại sao em vẫn đang loading nó cho vô game nè. What the fuck, đem thoát ra ơi. Thoát ra hết rồi. Tiếp. Rồi, 3 giờ sáng rồi, lẹ chưa? Quá. Quá. Mình có 3 giờ. 3 giờ sáng. 12 giờ. Bên là 9 giờ. 9 giờ sáng hả? Là anh chưa ngủ luôn hả? Đúng rồi. Ôi ôi, hấp dẫn. Dậy từ lúc 9 giờ xong đi học về nhà là 13 giờ là 1 giờ xong chơi từ 1 giờ đến bây giờ. Từ 1 giờ đến bây giờ là bao nhiêu tiếng? Ủa từ từ ông chơi group nào? Của EU. Ủa rồi sao ông vô được group này vậy? Ông quen ai trong này vậy? Không quen ai đâu, hack được link. Hả? Hack được link. Ồ, hack được link hả? Ừ. Kích mẹ kích gấp luôn good. Xem livestream chứ gì đúng không? Thành cứng đấy. Xem livestream một của anh Khao, còn hai là của Quá Nhi nè. Chắc còn Quá Nhi á. Ồ, ông còn stream ông lên coi với. Không, tắt rồi. Twitch giờ Việt Nam nhiều người stream quá ha. Ba người tầm ba kìa, ba thằng tầm bé. Cú xong lên cái nhà bên trên kia. Trời ơi, rớt cái đất luôn hay thiệt. Trận đầu nó luôn. Lên lầu không có ai hả? Không ai lên lầu hả? Chỉ là đầu hai này chạy to. Trời ai qua chơi với chủ nó luôn không? Để cái chuông này. Người nhỏ dữ vậy. Bên đâu? Qua đây nè.
Tam bang hả? Ok. Chưa lút xong tam bang rồi. Còn mãi hết rồi kìa. Ok, SKS xong chống vàng. Kìa, đang lấy kìa. Kìa, đổ đến đôi kìa. 260 này, thấy không? Đang chạy luôn, thấy luôn, thấy luôn. Thấy không? Ông thấy không? Ông thấy tôi. Từ. Bắn nè. Đây đâu. Bắn đi. Cục 1 nè. Cục 2 nè. Cẩn thận nó ở bên lối bên phải nhá. Trên cái cây dừa trên cao cùng. Trên rồi thấy là trong nhà luôn. Ngoài nhà kìa. Rồi xong luôn. Thấy không? Ơi, bắn yếu hai viên rồi. Quá nhi là quá nhi. Tại sao? Bao nhiêu cú đạn? Ừ, mà bắn đất đốt vậy. Khỏe, nóng được. Này có đất bộ 4 nè. Anh còn bộ 4. Nè, cầm be nè, băng đạn dư nè. Không, chỗ này luôn á, chỗ này hết luôn á. À, để cầm xuống nha. Có dễ quá, có cầm be dư này hay lấy không? Có. Đây, tôi lấy luôn cho. Tôi lấy cho. Có luôn hả? Dạ, ông đưa cho quá gì cái đó đi, ông đưa cho nó gì cái đó đi. Ở đây là quá gì rồi. Tôi nhả bằng đạn dư luôn nè. Đây nè. Chỗ tôi nè. Không phải đấu nhau gì cả, đâu đứng free hit. Cấp 6 ở đây nè. Xin. Chạy ngay chấm luôn. Bò vô luôn kìa. chấm 4, chấm 3. Có 4 rồi lại có ai cần không? Có, cầm cho tôi. Cầm đi. Cầm bộ 4 sau đi. Cầm dùm đi. Có 4 rồi, có 6 rồi. Có 6 nữa. Có 6 cho ông kia rồi. Anh cầm lắm, không một chỗ. Chứ còn cái có 4 trong nhà nè. Cấp 4 thì lợi hơn, tại vì cấp 4 zoom nhanh hơn. Cháo thì có mấy cây bắn xa. Nó bắn zoom nó chậm hơn. Vô xa không nhỉ? Ồ, vô gần. Xét bên nè. Chưa gì đồ đâu mà ông. Lút hết cả gì, cả Phai Lan rồi, vẫn còn... À
Không phải, không có nước, không có nước. Càng nước để ra. Thêm mà có một chiếc bờ chứ. Nước thì ông phải giết người thì ông mới có nước. Khi mà kiếm một ship bờ như vậy chân trình nè. Lúc thoải mái đi. I'll be here waiting for you. Buồn cười. Nhìn cái thằng đầu tiên nó chạy chứ. Nó chạy nó không cầm súng. Chạy đau khổ. Anh chờ em ra biển lúc con đường vui lớn. Anh nói gì? À, nóng cần. Xin một hai cái được. Thầy bo kìa. Thầy bo thế này bắn nhau kiểu gì. Check khu này đi. Cửa đóng. Bên trái cửa đóng. Đóng hết. Ngồi trong phòng nào bật cầu. Bên Hà Tĩnh có người sang bên này không? Chắc không có rồi. Nước nhiều lắm là có ai cần không? Có. Nè máu nè, ai cần máu? Cho bình hai bình. Xin ba bình. Cho bình hai bình nước vừa quen test. Nước nhiều lắm tôi có nè. Nước rồi anh, em có nè anh. Nè nước nè. Nè nước này cho tôi nè. Thỉnh bằng nhau giờ. Kháo bỏ giày đi Kháo. Khao. Máu nhiều lắm nè. Khoai. Máu nhiều lắm nè. Trời ơi máu à. Trời phát máu. Sao là SR nè. Anh đâu có SR nè. Anh đâu có SR đâu. Để đi. Có ai cả sao là SR không? Tôi bỏ, tôi bắn K98 này. Ủa sao nãy có SK anh Khoai không bắn anh? Anh bắn Mutant rồi. Mutant chứ không? Tình đang sao bằng SK được? Mình quen rồi.
sợ thích. Trời chết mày bo kìa, nhìn kìa. Ốc mà đầu thấy không? I am high Asian. Ok. Ok. Cái mặt không kìa. Trước mặt của nó. Trong hai team này còn nhiều. Còn mười mấy thằng kìa. Từ 4 rồi. Từ 4 là. Từ 4 là còn 18. Cái gắt kêu nữa. Chà bi ơi. Ô ô ô ô ô ô thằng hủ. Phải biết này. Cút đó. Cút đó. Cút đó. Cút đó. Ha. Ngọt. Không gây ăn được kìa. Quá. Nó lia lẻ quá. Ở đâu vậy anh? Không thấy anh ơi. Đầu bên kia vòng 85 á, ngay chỗ chấm nhanh á. Thấy luôn. Trời đến cái S không được. Quốc chà Vi ơi nha, hủ á. Lụm đó. Trời, trời lấy tên bạn gái luôn ha. Bốn team hả? Nó bắn xong nó chạy đâu hết rồi ta. Ê, đừng chạy quá nhé. Nó bắn xong rồi nó chạy đâu hết trơn hả? Đó, còn kìa, còn kìa. Thấy luôn nè, 20. Ồ, chắc nó chặn bo, chắc nó chặn bo. Giết chà mày ơi nè. Ở dưới nhà nhỏ này có người này. Nó ốp ở dưới khu nhà đấy. Thấy nhờ. Kìa. 20 á, 20 ngay ốc cây nè. Một viên này. À, tôi bị phủ hết rồi, đây thấy luôn. Cứ 20 á, cẩn thận ngay cây luôn. Chạy qua trái, chạy qua trái. Khói kìa. Chạy lên đồi kìa, trái đồi. Gốc cây hướng bao bao 35 không rồi. Không thấy nha. Gốc tôi không thấy. Hai thằng chạy trái rồi. Chạy rồi. Cứ chạy sau cái đồi qua trái. Chạy sau đồi qua trái. Thấy luôn nè, trên đồi luôn nè.
đẩy mình à. Trước mặt luôn rồi. Đồi à? Xong có cây của ông trừ 99 rồi. Cảm giác bị bắn sau thiệt vãi. Kia nhưng mà em thấy không được cái đội rồi, thì em định chạy công lên luôn. Đẩy lên nhanh quá. Thằng ốp vẫn là dưới nhà. Nó bắn vô cái chảo đường viên đó. Đâu? Rune hả? Súng
nồi xuống. Vãi rồng hai thằng luôn. Yếu lắm rồi đấy. Ờ, cái nước bên góc. Hơi đủ. Bắn luôn đi em, khỏi cứu em, bắn luôn đi. K98 ở ngoài. Hay rồi. Clear luôn. Form cho nó xịn. Quá nhanh rồi, nguy hiểm. Dán cuối nè, dán cuối đi ngủ nè. Mai làm lại tất cả rồi. Lắm rồi đó. Cái đó nhậu quá nhỉ. Chủ nhật. Hả? Chủ nhật mới đi. Mai là chơi sớm hả? Không thể. Mai đâu có làm đâu. Không làm. Nghỉ thứ hai luôn. Thứ hai nhà lễ. Vậy em xuống trước hả? Đùa à? Đùa đấy em, clear đi. Hai team rồi. Kho 2 nha, kho 2. Không có nào trên này luôn. Kho 2. K98 như này nè. Đấy kho 2 nha, kho 2 dựng team á. Kìa kìa qua kìa. Nghe cái bục ấy á. Cái thùng trắng á. Nó ra ngoài rồi. Kho 2 có người. Kho bên dưới. Ngay mình á. Nghe thấy luôn. Mấy thằng bay sau mà. Đang nhìn kho nè, không thấy á.
ba, nhà ba, nhà ba, nhà ba bên này. Nhà hai, nhà ba đây này. Tìm lúc nãy kìa, em rơ kìa. Nó tốt hơn. Không bơm á, đừng từ từ vô. Vẫn còn trên đó. Có người dưới lầu 1 nè anh ơi. Dưới thằng nóc rồi đó. Bên này thẳng á, cả thẳng á. Ở trước mặt mình nè. Bên trái này, nghe thấy, nghe thấy. Mà dưới bên này luôn vào. Dạ bên... kho ba kìa. Anh giết đó chưa? Giết rồi, giết rồi. Kho bắn kìa. Kho ba có bạn nha. Phải kho bắn không? Ừ đúng rồi, kho ba. Đúng rồi, kho ba có bạn á. Anh thấy rồi, trốn đâu rồi. Ấy. Chỗ cũ luôn kìa. Flash vào này. Bên ba kho ha. Trước mặt luôn, trước mặt luôn, nhà đơn trước mặt. Cái thằng đó còn nữa vậy em không biết nha. Cái đó thằng đó em gạt. Đây bên kho. Bên kho. Có hai nè, bên trái nè. Trời sao nhiều kiếm lẻ vậy. Bên kho còn nha. Bên kho em bắn đó hai viên yếu lắm rồi. Má bắn gấp quá. Từ từ là nóc được đó rồi. Con này nè. Hay hay. Chết. Chết luôn rồi. Chủ team bị tên solo vậy, đúng. Nó nhắm nào ngoài sông á. Chắc sót á. Có đuôi 14 hay cần? Em có đuôi 14 cầm hộ rồi này. Lên đồi luôn không? Đi không? Đi đi. Đâu cho này. Em cái đuôi 14. Tôi cần, tôi đang cần. Bên này có rồi, có rồi. Bên quẹ bo nha. Hay đợi nó xuống bo. Khoan để qua lút này cơ. Bên đây có cây ca nè, có ai bắn qua lụm nha. Em có rồi. Cái này, cái này nó có cấp 6 luôn nè. Xin cấp 6. Có cái đó đi. Ở đây có đâu. Cấp 4 này ai cần không? Không không.
còn nước với máu thôi. Bên này là 2 cây luôn. Thấy rồi. Kho ngay chỗ trong 3 luôn, có cấp 6 luôn á. Thôi đi luôn đi. Dạ, có cấp 6 được không? Có đạn lại, lại tí ra cho đạn lại cho. Đạn nhiều. Rồi để em dục bớt đạn. Để ca không nói sớm đây ca. Này cái cấp 6 luôn nè, có ai cần không? Anh có. Lấy cứ vắt vắt hết đạn ra, cầm trăm viên thôi ra đi cho đạn này. Bỏ vô nha. Ai này mà bám 14 qua bên này. Có hết rồi, có hết rồi. Này quá gì ơi, em đưa anh một cái cấp 6 nè. Với ai cần cấp 6 nữa nè. Rồi. Lắc quá, dục ra không được. Bỏ vô kìa. Cá rồi. Đây. Tôi đang chờ lại nè. Chưa vô rồi ta. Bò mấy đứa kìa. Red dog đây nè anh ơi. Có rồi, có hết rồi. Trời ơi. Bò xa. Đại luôn. Mày bò xa này. Mày nó đứng đâu vậy? Chơi bộ tà lọc. À. Để đứng ngay mũi luôn nè, đứng ngay mũi của KB nè. Hồi nãy bò đây nè, vừa mình chết ngay đây nè. Bò nhảy bên nào mình nhảy bên đó. Barry kìa. Thì có nhiều người để mà bắn. Barry đang bắn nhau á. Hả? Không phải, Barry bên phải, bên phải, bên phải, bên phải. Bên phải là Palan mà. Ờ. Tại đi ngược xuống nhìn phải. Nhìn map nó ngược. Palan nó chạy vào đây đấy, chấm 2 đấy. Ô tô sau hit này. Có chiếc xe. Đâm thẳng lên mặt mình luôn này. Lên kìa, lên kìa. Á, à, đốc được thằng nó đốc mình lại. Team này là team vừa lấy đó.
Vừa nóp được thằng luôn. Vãi nồi thiệt. Lấy máu mới được hết máu rồi. Thấy là anh có máu rồi. Văng tút lút luôn, văng mà không có đường về luôn. Bắn xuống kìa. Giàu lắm, giàu lắm. Anh giết một, anh giết một. Anh vừa giết là nó nóp anh luôn. Cố gắng ủi được thằng. Quên chắc scope 3. Mình bắn đâu, mình bắn vào người chứ mình không bắn vào xe. Chạy dưới, dưới bên dưới này. Xuống này đánh dấu ấy. Thấy tôi này. Nó nhả hai lần. Hay hay. Thằng nữa, các bạn nó chạy ngang 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 đấy luôn kìa. Phải cứu bạn nó nha, ném bom vô đấy. Có thằng sau cục đá sau. Chết mẹ. Bị khói luôn ơi, good ơi. Mới nóc rồi nha, chưa hết nha. Mới nóc rồi nha, good. Cái đường nó sang bo rồi. Cái này nó mới bắn em vào 4 đâu rồi trời. Vô kìa. 20 giây rồi kìa. Bên 20 giây á. Còn bên khu nhỏ nữa. Chết sau cây rồi này. Còn hàng mới bắn em vào 4 tạch 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 nữa đâu rồi. Chết đâu xài sao. Canh ngay cây luôn nè, trong bo. Trong bo ngay cây luôn. Cục đá bên phải. Nó chạy vô bo nè. Cuốn cao chứ kìa, anh cao kìa. Chết rồi, bo đốt chết rồi. Trong nhà kìa. Drop trước mặt kìa người Dung Nhi. Drop cho hồ nước luôn kìa. Qua trường
20 giây kìa. Chưa chạy, chưa chạy, chưa chạy. 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 Chưa chạy, bắn cái thằng kia chạy vô bo rồi thằng bộ chạy vô em bắn nó mấy cái là bị chết rồi bo không biết chết chưa. Lúc nãy nghe thấy như là nó bắn ở bên kia đường mà không, cái thằng mà lúc mà nó chạy xuống bo sấy nó chết đó, rồi có thằng bộ nó chạy xuống làm sẹp sẹp nữa sấy nó luôn. Út nghỉ à? Mai chơi tiếp. Nghỉ à? Đuối. Đấy. Hùa cho anh. Chơi hợp. Để em lift team. Thôi hả tôi. Còn 4 giờ à. Ok bye bye mọi người. Bye bye anh. Bye bye mọi người. Good morning. Tôi chưa rồi ông ơi, một ngày giờ rồi. Morning. Dạ. Bây giờ vẫn còn morning mà. Không biết. Mai bắn nhá, là đầu tiên là chiều là chơi với team EU và chơi đến tối, tối xong team là A mới lên. Nào 12 chơi giờ, 12 giờ đêm. Team A lên xong là đến trưa hôm sau luôn, vẫn lều nó bắn một mạch thế. Bắn cái tay to luôn. Dạ. Có gì là được.